ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, đặc biệt là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước, đã đến mức báo động. Nguyên nhân là do sự lạm dụng kỹ thuật và chủ yếu là sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của con người. 1. Ô nhiễm không khí. Hai ảnh dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Hình 17.1, khí thải ở một khu liên hợp hóa dầu. Hình 17.2, cây cối bị chết khô vì mưa axit. Sự phát triển của công nghiệp và các phương tiện giao thông ở đới ôn hòa đòi hỏi phải sử dụng ngày càng nhiều nhiên liệu, làm cho bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề. Hàng năm, các nhà máy và các loại xe cộ hoạt động ở Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á đã đưa vào khí quyển hàng chục tỷ tấn khí thải. Gió đưa không khí bị ô nhiễm đi xa, có khi đến hàng trăm, hàng ngàn km. Hậu quả là tạo nên những trận mưa axit, làm chết cây cối, ăn mòn các công trình xây dựng và gây ra các bệnh về đường hô hấp cho con người. Khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính, khiến trái đất nóng lên, làm cho khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước các đại dương dâng cao, đe dọa cuộc sống của con người ở các đảo và những vùng đất thấp ven biển. Khí thải còn tạo ra lỗ thủng trong tầng ozone, gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử gây ô nhiễm phóng xạ đưa tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, hầu hết các nước trên thế giới đã ký nghị định thư Kyoto nhằm cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu không khí trong lành của trái đất. 2. Ô nhiễm nước. Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước biển, nước sông hồ, nước ngầm. Quan sát các ảnh dưới đây kết hợp với sự hiểu biết của bản thân nêu một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hòa. Hình 17.3, thủy triều đen trên Đại Tây Dương do tai nạn của tàu chở dầu. Hình 17.4, nước thải từ các nhà máy đổ vào sông ngòi ở ngoại ô Paris, Pháp. Việc tập trung phần lớn các đô thị vào một dải đất rộng không quá 100 km chạy dọc ven biển đã làm cho nước biển ven bờ bị ô nhiễm nặng. Tại sao sự tập trung với mật độ cao các đô thị ở ven biển đới ôn hòa lại dẫn tới ô nhiễm nước biển ven bờ? Giáng dầu ở các vùng ven biển tạo nên thủy triều đen cũng là một nguyên nhân quan trọng làm ô nhiễm nước biển. Hóa chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng cùng với chất thải sinh hoạt của các đô thị làm nhiễm bẩn nguồn nước sông hồ và nước ngầm trên đất liền. Các chất độc hại đó lại bị đưa ra biển là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thủy triều đỏ, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước. Tóm tắt, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước là những vấn đề rất lớn về môi trường ở đới ôn hòa. Các hiện tượng mưa axit, thủy triều đỏ, hiệu ứng nhà kính không những gây hậu quả nghiêm trọng cho đới ôn hòa mà còn cho toàn trái đất. Câu hỏi và bài tập. 1. Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. 2. Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay, Hà Lan vào cuối năm 2000, thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới: Hoa Kỳ
20 tấn một năm trên một đầu người. Pháp, 6 tấn một năm trên một đầu người. Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột. Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000 cho biết số dân của các nước như sau: Hoa Kỳ 281.421.000 người, Pháp 59.330.000 người,